Quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay các bạn có thể thấy được ngay bên cạnh mình đây là một chiếc máy phát điện gia đình. Chiếc máy này nó khác hoàn toàn so với những cái mẫu máy M900F mà bên mình giới thiệu. Con này nó là hàng xuất điện Zin 220 và nó là hàng mới tinh full box luôn. Và đây, chiếc này mình mua được theo dạng sưu tầm. Các bạn có thể thấy được full box luôn nhá. Bình thường thì các bạn thấy bên mình hay giới thiệu là hàng Nhật bãi đúng không? Nhưng con này là nó là full box luôn. Box của nó đây, M1000F. 1000F, con này thì mình nghĩ nó phải từ những năm 2013 rồi, 12 rồi. Đây, model M1000F Type R này, Color Red này, Serino này. Đấy các bạn thấy không? Ý, 1035362. Con này như là trước có một bác mua về kiểu công chức nhà nước ấy, có điều kiện, mua rất là lâu rồi, sau đó là không dùng đến. Đây, Made in Japan. Made in Japan. Đó, đỉnh chưa, Honda M1000F. Bình thường thì các bạn có thể thấy được mình cũng chỉ giới thiệu về những dòng 900F thôi đúng không? Đây là 1000F, này, gặp những bác ngày xưa mua theo sưu tầm, giữ chưa? Vẫn còn full cả tem mác giấy tờ bên trong này. Đấy, hướng dẫn sử dụng M1000F này. Đấy, còn cả sách hướng dẫn này, đỉnh chưa? Con này đúng hàng sưu tầm luôn. Em này thì các bạn có thể thấy thiết kế ngoại hình giống hệt Honda M900F, nhưng mà nó khác là M1000F. M900F thì nó là hàng Nhật nội địa, tức là Nhật nhưng mà nó sử dụng cho thị trường nội địa. Chính vì vậy điện của nó là điện 100V. Và khi về Việt Nam thì các bạn xem cái video của chúng tôi rồi là phải tháo tung ra. Sau đó phải tách dây, chia dây, tách dây, chia dây, xong bắt đầu là đấu lại. Ê, thì mới ra được điện 22, còn con này là điện Zin luôn. Đây các bạn thấy tình trạng này. Và ngay kể cả trên cái bảng tablo là bình thường các bạn thấy nhá. Nhưng con M1000F thì nó sẽ ghi là 100V đúng không? Con này là AC 220V này, nó ghi rõ ràng luôn. Hàng này thì hàng sưu tầm rồi. Đấy, có protector này, bảo vệ dòng chạy quá thì nó sẽ hít xuống này, công tắc bật tắt động cơ này, đèn báo này, có một cổng ra 12V 8.3A này, con này thì như mới, máy mới như nào máy này y thế, hàng sưu tầm mà, này, các bạn thấy chưa, đẹp chưa, bụi biếc nguyên, mình còn trả thêm vệ sinh luôn, để thế cho nó nguyên bản, mua được những em này thì đúng là quá đỉnh luôn, đây các bạn nhìn thấy này, đẹp chưa, siêu đẹp, rồi đây có một số cái cảnh báo này ở phần tem này, đây, dây này, đây là đây, anh em nhìn hộ mình cái, mới tinh luôn, siêu mới, đẹp. Đây các bạn nhìn chi tiết này nhá. Cái này nó làm như thế đấy. Một số bác bảo ô nó bị xước à? Không phải đâu. Các bạn thử tưởng tượng xem cái dây này mà giật vào đây mà xước bằng niềm tin, cái này lấy dao mà cắt cũng không cắt được ấy. Này, các bạn để các bạn kéo ấy, cũng không thể nào mà nó xước như này được. Cái này là vết nó làm ấy. Đây, các bạn thấy đằng sau này, phần bô xả này như mới luôn. Cảm giác như ở máy này mới chạy rodai hoặc chạy 1-2 lần ấy. Này, em nhìn nhá, không để bảo mình chém gió. Này, nhìn những cái ốc của nó này, mới tinh luôn. Mới nhỏ, đây nhìn phần nhựa này, rất mới, siêu đẹp luôn. Cao su chân này, không ải, không biết gì rồi, mới tinh luôn. Em này dạng thuộc diện sưu tầm rồi. Về thông số nó thể hiện rất rõ ràng đấy nhá các bạn nhá. Này, Honda M1000F, Honda Motoco.ltd này, sản xuất tại nhà máy Honda Nhật Bản nhá. Made in Japan này, Made in Japan này các bạn này. Đây, một số cái chú ý này. Điện Zin này, 220V. Cái quý nhất là cái này này. Vì rất là nhiều bác ở Việt Nam mình là không thích bị can thiệp bất kỳ một cái gì vào máy. Ví dụ như là tháo đổi điện cũng không thích. Thích Zin, thích nguyên bản. Đó. Thì đây, nguyên bản luôn, 220V 50Hz. Con này điện của nó công suất ra sẽ là 750VA, công suất tải liên tục, công suất tải dự phòng là 850VA nhá, điện một pha. Có một cổng 12V 8.3A, các bạn sử dụng gia đình thoải mái luôn. Con này bao cho các bạn chạy 4.5A. Chạy 4.5A tải luôn, các bạn đo kẹp dòng luôn. Đấy, con này thì các bạn sử dụng gia đình này, TV thắp sáng, tủ lạnh. Rồi, điều hòa không chạy được nhá. Nó chỉ được 4.5A thôi. Rất ổn luôn, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Chắc chắn rằng rất nhiều anh em đã sử dụng qua dòng Honda M900F rồi. Thì cái cốt bên trong của nó như nhau, khác nhau củ phát thôi. Củ này là củ phát Sawafuji này, cực kỳ đỉnh luôn. Siêu bền bỉ. Honda 1000F mà lại còn Nhật nữa. Nhiều khi ấy, ở những cái thời điểm này có tiền tìm mua những con này cũng rất là hiếm, không có. Ít khi gặp được, giống như kiểu các bạn đi sưu tầm ấy, đi mua những cái hàng sưu tầm nó hiếm ấy. Rồi, con này thì vừa phục vụ cho anh em nào mà sử dụng gia đình này, thích tiết kiệm nhiên liệu, thích nhỏ gọn di chuyển này. Và phục vụ và nó đáp ứng cho anh em nào thích sưu tầm. Con này bên mình công khai giá luôn nhé, 9 triệu. Nếu anh em có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ Điện Máy Minh Sơn nhé. 9 triệu Honda M1000F full thùng. Mới full thùng luôn, full box. Hàng mình show ra rất là rõ ràng rồi đúng không? Quay rất là chi tiết cho các bạn xem luôn. 9 triệu. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ đăng ký like và subscribe kênh. Bật chuông thông báo lên để cập nhật những video mới nhất. Mình nghĩ rằng chỉ có thời điểm này thì các bạn mới có thể mua được những chiếc máy đẹp như này thôi. Còn nếu mà các bạn cứ ung dung đến những cái thời điểm mà nó bị mất điện ấy, thời điểm mà khu vực các bạn bị sự cố điện ấy, thì khi đấy các bạn đi mua một là rất đắt.
Thứ hai nữa là mua được những cái máy nó không ưng ý, vì hàng nó có đâu. À, cầu nó vượt quá cung thì lúc đấy hàng hóa nó không có nhiều lựa chọn thì các bạn lựa chọn. Bây giờ là cái thời điểm dành ra nhất để các bạn đi lựa chọn cho mình những chiếc máy. Ok, còn như những con này mua các bạn mua không lỗ đâu mà, khẳng định luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ đăng ký like Spreaker nhá, bật chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.